Phải nói là ai mà xây nhà mà gặp trời mưa như vậy á, đổ mặt sàn thì quá tốt thật ạ. Vừa đổ xong mà nó mưa thì cái mặt sàn của mình nó rất là tốt, nó làm cho khô, cái độ khô nó từ từ, nó kết cấu của nó xi măng độ dẻo từ từ nó khô lại. Về cái mặt hồ ở trên đây nó sẽ tốt hơn, nó không có bị ẩm do nó nứt toác, do khô. Thứ hai nó không thể nói là nó không nứt được, nó tắt đâu, do tùy theo khu vực điện có đất có điện chấn, điện chấn tí xíu nứt là bình thường ha. Nhưng mà phải nói là nếu xây nhà mà có mưa như vậy thì tất cả những cái bẩn đất cát nó làm sạch sạch ghép để mình đổ đi. Những cái bề móng á, dàn móng đất nó chui xuống dưới như khe lánh, sau này nó không bị sụt lở. Nhà mà liên kế rồi. Mưa lắm rồi, mưa lớn đây, mưa lớn, chuẩn bị mưa to nha. Thì nó rất là tốt cho cái bề mặt bê tông này nè. Trời mưa làm cho nó cái kết cấu khô dần, từ từ nó bám vào sắt và nó rất là chắc, nó không có bị nứt mặt bê tông. Cho nên là nhà mà mặt sàn như vậy mà không cần làm nhà mái trên đây nữa, cái này còn lên lầu nữa nha, còn lên tiếp lên cái mái ở trên mái ngói nha. Đó, thì nếu như chúng ta không làm mái ngói mà chúng ta làm mặt trên sàn giống nhà bên kia kìa, thì cái mặt bê tông này không thể thấm nước được. Đó, chúng ta nó không bị nứt, dù chúng ta có trắng hồ dầu lên cơ mấy nó cũng vẫn thấm ha. Nhưng chúng ta bây giờ có một cái loại keo là đổ thì nó không thấm thôi, nhưng mà cái kết cấu về bê tông nó vẫn yếu ha, do nó không có bám chắc vào cái bê tông dù chúng ta không thấm nước. Nhưng cái quan trọng nhất là khi đổ bê tông là chúng ta phải luôn luôn tưới nước, còn không mua cái bao bố bằng cói á, luôn luôn nó ẩm, chúng ta xịt lên, dải lên đây chúng ta xịt. Đó, cho nên là nó chưa mưa thì chúng ta chịu khó bơm nước lên như vậy này, luôn luôn có cái độ ẩm để nó rút hết. Và nếu có nứt nữa thì mấy cái độ bê tông mùn nó chui xuống cái khe đó. Nó rất là quan trọng á, đừng có nghĩ là làm khô nhanh để làm cho nó kịp tiến độ, không phải đâu nha. Có khi trời mưa là lại càng tốt, tốt là cho cho chủ nhà. Còn thợ thì những người thầu thì cũng muốn, có khi là muốn nhanh nhưng mà không nhanh được đâu nha. Nhưng mà các bạn cứ lên khi mà tham quan những cái nhà càng như vậy nó nhỏ, chúng ta phải có độ bạc. Nếu như chúng ta mà hoa mắt thì là nó đứng sát đây là rất là nguy hiểm, cho nên là không phận sự miễn leo trèo, cấm lên ha. Mà một khi đã lên tham quan để xây cho ngôi nhà của mình thì tốt nhất là nó lên cẩn thận và có người hướng dẫn và luôn luôn đọc những cái kinh nghiệm nha. Lên không phải là chủ quan mà thích lên thì lên đâu. Đó, thì chúng ta sẽ xuống dưới nè. Đó, nghỉ đi, mưa rồi. Mà mưa trên cao vậy là làm rất là nguy hiểm, bởi vì gió khi mà cái bê tông chẳng may bị trượt bị ngã xuống. Và thứ hai là gió nếu người gầy hoặc là hoa mắt là có khi là rất là nguy hiểm, cho nên chúng ta cũng cẩn thận về thời tiết. Chúng ta sẽ xuống phía dưới và tầng kế tiếp. Được cái là cái dàn móng nó có mưa thì đất nó chui vào những cái khe gạch vào cái chân móng của chúng ta, nó kín rất là tốt. Coi như là cái phần trên cao này mà có nước có mưa vậy là tuyệt vời rồi. Nó rất là chắc về cái phần dàn trên, mặt sàn trên. Mặt sàn trên là chủ đạo nhất bởi vì do mưa nắng ha. Chịu nắng mưa ở ngoài trời. Bây giờ cơn mưa này nó rất là lớn nha. Mặt sàn ở dưới này cũng mặt sàn này cũng gần 3 tuần rồi nha các bạn. Mặt sàn ở phía dưới này, riêng cái mặt sàn này là 120 mét, mà đó là rồi, chúng ta đi xuống chưa thể tháo được đâu nha. Ở bên ở dưới đây là không nên tháo bởi vì chúng ta còn đang thi công và đưa lên các máy móc thiết bị xây dựng, còn đưa lên rất là nặng, chúng ta đừng có tháo nó bị vũng, bị võng.
do nó tác động do chúng ta đưa vật liệu xây dựng người lên đây, nó với cái tốc độ thi công nó nhịp nhịp à. Chúng ta phải bắt phải có kinh nghiệm ngay tại chỗ, đừng có để rút kinh nghiệm sau khi xây nhà nha. Cả những cái ống reo cũng vậy, cái ống reo này đi đường điện nó phải cẩn thận, nhất là đừng ống nước. Đừng có nghĩ là nó chênh lệch nhau 3-4 phân mà nó chạy đâu, không phải đâu, phải nghiêng càng sâu càng tốt để cho nó thoát nước xuống cái hầm của mình á. Không thì nó đọng lại lâu ngày, nó khô quẹo lại là nó đóng băng, nó ngang nó chắn lại là không chạy được luôn, là nó dồn lên tất ở trên lầu luôn ha, không phải đùa đâu. Còn khi mà chúng ta xuống tham quan á, nhiều người là tại sao có những nhà mà xây xong rồi hay bị rủi ro, người ta bảo là xây nhà không bị này bị kia, nhiều khi tưởng đây là cái nền, bước ra một phát, nhất là trẻ con không cho leo trèo, cả những người lớn nữa không phận sự muốn leo trèo vào những cái nơi công trình, chỉ sơ suất là hụt chân ra, cứ tưởng mình mãi mê nói chuyện là mình bước xuống đó, bởi vì mặt sàn nào cũng giống nhau, cứ tưởng đâu mặt sàn dưới đất ha. À, bây giờ khi xây dựng là các bạn muốn tham quan tìm hiểu thì chúng ta phải luôn luôn thận trọng cả cái bước đi và tầm nhìn quan sát, thì rất là nhiều những cái ốc vít đinh đóm. Về cái mặt bê tông này thì các bạn xem này, nó có thấy có chắc chắn không? Quá chắc chắn đúng không? Đó, quá chắc chắn luôn, không phải bì ra được. À, sau khi gần 3 tuần này, nó chắc như vậy là móng tay còn cào không đi được này. Bê tông này, bê tông tươi nhá. À, cào còn không đi được rồi. Chà, các bạn thấy là nó chắc cỡ nào rồi. Thì cái kỹ thuật, cái trộn bê tông của nhà máy nó khác với mình trộn bê tông tay bình thường. Đó, bởi vì nếu chúng ta trộn bê tông tay mà không có máy cối xay á, bồn nhỏ mà xay liên tục đều á, thì nó sẽ bị không đều xi măng, nước chỗ nhạt chỗ đậm. Thứ hai nữa là những cái gạch, những cái gạch này nè mà các bạn á tưởng là nó bằng đá, nhưng mà có khi nó là bằng đất sét hoặc là những cái thanh củi gỗ nhỏ nó nằm ở trong cái đống cát của chúng ta, mà sàn nó đi mà nó vết bẩn nhiều mà cát chưa rửa, chúng ta đổ bê tông cái cột này cũng gây ảnh hưởng vì nó thấm mốc, về lâu dài chúng ta mưa nó sẽ thấm vào đây và nó mốc cái cột, khi chúng ta vào áo và sơn lên nó mốc bên trong, nếu như cái bờ tường đó là bờ tường chặn mưa gió. Đây là bên ban quản lý xây dựng công trình nha các bạn, còn gọi là thầu cai đó nha, thầu cai. Thì đây là mình sẽ coi cho các bạn xem, để mà chúng ta mà xây dựng cả cái cát cũng vấn đề phải chọn lựa được cát ở cái nơi nào nó xuất xứ và được chuyên nghiệp đó có rửa cát sạch hay không. Nhiều khi chúng ta cát nó có đất, chúng ta trộn mà đổ bê tông thì mặt sàn trên là mưa gió nó sẽ bị mục cái phần gỗ, cái phần do cái vết bẩn cát sình nó không sạch và làm ngôi nhà ta rất là yếu nha. Đó, rất là yếu. Còn chúng ta là nhìn cái bê tông này chúng ta cào ra là mình biết là gì, nó quá chắc nè ha. Cái móng tay mình cào còn không có vết gì nè, thấy chưa? Nếu như bình thường có những cái công trình chúng ta đến lấy tay cào như vậy là nó bụp bụp, nó rớt cái mẻ cát này ra luôn, nó rớt cái mẻ cát này ra ha, rớt ra vì nó không đều, có chỗ đậm chỗ đả, chỗ không đó. Còn khi mà nó trộn bê tông máy thì nó đều và khi làm việc nó liên tục 1-2 tiếng đồng hồ bắt đầu với trò đổ bê tông đó. Và khi đổ bê tông là phải làm nhanh với tốc độ để thi công mặt sàn, kẻo nó sẽ khô, nó khô xong mà chúng ta bới ra để cho kết cấu, để cho nó dính thì không bao giờ dính được, bởi lúc đó nó bị chai hồ, nó chai hồ, chai bê tông rồi, chúng ta làm nhà nó không được chắc. Khi chúng ta đổ bê tông xong là không được kéo lên kéo lại mà làm rất nhiều lần, làm ảnh hưởng đến cái mặt hồ của nó, làm hồ nó mất cái chất keo của nó, cái chất nhựa của nó nha các bạn. Có nhiều người làm nhà để đạt tiến độ, bảo nhà tôi xây nhanh hơn, đừng có nghĩ như vậy, nhà xây nhanh không phải là tốt đâu. Xây chậm mà gặp mưa nữa thì càng tốt, nhưng mà thiếu thu nhập cho các thợ thôi, bởi vì mưa gió là làm không đủ tháng, lương nó eo hẹp, đâm ra là thu nhập nó kém,
Nhưng thực tế mà chưa thời tiết ưu ái thì cứ xây bình thường. Và khi kết cấu của các bê tông chúng ta phải theo kiến trúc, theo cái khoa học xây dựng người ta đã đề ra là đổ bê tông bao nhiêu ngày rồi được lấy dàn giáo ra. Nếu chúng ta còn đổ nhiều dàn giáo, đổ nhiều mặt sàn trên thì chúng ta không cần phải gỡ dưới đây. Ở trên đó còn đang thi công nữa, để tránh cái tình trạng các bạn có thể biết là sập dàn giáo là chuyện bình thường ha. Do thi công ở dưới đây chưa khô mà lên đổ tiếp phần trên là rất là nguy hiểm về cái mặt sàn trên, và nó vặn mặt sàn này luôn nha. Đừng, nếu như nhà nhỏ thì không nói, với khối lượng lớn như 300-400 mét về mặt là rất là nguy hiểm. Cho nên là chúng ta cũng phải nên cẩn thận mà theo cái hướng dẫn sử dụng của các kỹ sư trong bộ xây dựng người ta có đề ra, nó phải theo đúng quy định thì chúng ta làm nhà nó rất là chắc. Chúng ta đừng có vì nhanh quá cho tôi về ở sớm, đừng có ham như thế, làm chậm mà chắc, gặp mưa như vậy là tốt nữa. Mưa phải nó sạch đây này, đây nó sạch đất là nó lún hết xuống dưới, những cái ngõ ngách ở bờ tường chúng ta đào móng nó chui hết xuống, làm cho bờ tường chúng ta sạch sẽ hơn, rồi nó kín mặt hơn, nó không bị côn trùng mối mọt kiến nó nằm ổ dưới xong rồi nó bùn lên đó. Chúng ta có thể bơm nước liên tục tất cả cho nó trồi, thế cái con nào mà nó sống ở dưới nó trồi lên, còn đất cát chúng ta nó trồi xuống. Bê tông này khỏi suy nghĩ rồi nha các bạn. Có nhiều người cũng là bê tông tươi nhưng mà làm nó không có đúng cho cái vận hành, khi đổ và chúng ta làm chậm quá, thi công nó chậm là cái mặt hồ nó không thể chắc bằng khi thi công về mặt sàn này. Chúng ta cần phải đòi đầy đủ lực lượng, nòng cốt còn phải là chuẩn. Ví dụ như là 10 người đứng ở sàn trên và chỉ có việc là đổ bơm lên và bắt đầu cao, và một người là cân, 3-4 người cân bắt đầu kéo và đạt tiến độ phải nhanh. Ví dụ như mặt sàn này phải đổ trong vòng 2 tiếng 2 tiếng rưỡi là ok, mà đổ tới 4 tiếng mà thì xi măng nó sẽ bị khô, do chúng ta phải tìm chuyên gia, những người thợ lành nghề để khi đổ mặt sàn phải có kinh nghiệm và các máy móc thiết bị để độ rung cho cái mặt sàn nó rung, các cái hồ ngõ ngách nó chui cắt vào cái khe sắt và những cái chỗ kết nối chỗ cột. Những cái gì mà chúng ta xem ở từng cái chi tiết của từ khi và kết cấu ngôi nhà này đã, các bạn theo dõi các bạn sẽ thấy cái quy trình làm việc và mình có chia sẻ những cái kinh nghiệm để các bạn xây dựng để các bạn xây dựng, để các bạn đừng có nôn nóng mà thích làm thì làm ha, phải có kinh nghiệm nha. Những người có kinh nghiệm sẽ chia sẻ cho các bạn sẽ tốt hơn rất nhiều. Nếu có kinh nghiệm thì càng tốt, đúng không các bạn? Cho nên người ta rất là đòi hỏi là cái kinh nghiệm. Nhiều kỹ sư xây dựng ra ngoài học có bằng đấy nhưng mà chưa có va chạm, nhiều khi xây xong nứt nhà là bình thường do chưa có kinh nghiệm và cả cái người nhân công sử dụng, đó là thợ xây đấy. Chúng ta phải quản lý, phải chặt chẽ, quản lý và chặt chẽ và làm theo đúng cái thông số hồ, trộn bao nhiêu mát này nọ kia. Đó, nó phải đạt cái mức độ tiêu chuẩn đó. Còn hồ ngày hôm sau chúng ta trộn để khoảng 2-3 tiếng cũng đã chết rồi, tốt nhất là làm còn bao nhiêu hồ làm dứt điểm rồi sau ta xuống luôn. Dư chúng ta không phải làm, đừng để lại hôm sau, để lại mấy tiếng hồ sau là chúng ta xây lên nó yếu, nhựa nó hết rồi. Giống như là cơm mà chúng ta xôi rồi ăn rồi để lại 2-3 tiếng thì sao mà ngon được nữa, làm sao mà thơm tho được nữa, đúng không? Đó, thì những cái vật dụng xây dựng nó cũng như thế. Đây là chúng ta sẽ xuống mặt sàn tiếp dưới này, mặt đất này. Cái đà, các bạn xem cái đà này. Nhìn nào, sờ cái tay là cào còn muốn mẹ gãy cả ngón móng luôn chứ. Không xi nhê, móc không ra. Có nhiều cái bê tông chúng ta cào bới lấy cái tay khều khều là biết là rụng rồi đó. Nó rụng ra là các bạn biết là được độ an toàn của nó là không có đấy nha.
Quan trọng là cái cốt, cái cột, cái móng nó phải chắc. Thì chúng ta có làm gì thì làm, không bao giờ nứt tường và làm trần thạch cao, trang trí nội thất nó cũng không bao giờ nở, nó kéo theo nhau được. Còn chúng ta mà làm ẩu thì làm cái gì mà gắn vô tường, thậm chí gắn cái mặt kiếng mà kết cấu mà vô bờ tường, nó chỉ giật tường thôi, kiếng nó cũng bể. Cho nên các bạn không phải cẩn thận. Bờ tường rất quan trọng. Khi chúng ta mà có sử dụng mấy cái kiếng chiếu thủy á, hoặc là làm những cái phòng massage dùng kiếng soi nhiều mà gắn bờ tường, kết cấu dính chắc mà không có tác động độ hở cho kiếng nó di chuyển á, là chúng ta làm định vị chết, là nó xé kiếng luôn. Khi tác động bờ tường là nó xé kiếng, là kiếng sẽ vỡ. Mà lúc vỡ thì các bạn biết là rất là nguy hiểm. Cho nên là khi chúng ta làm nhà để phục vụ cho, ví dụ như là ngôi nhà mình ở nó khác, còn ngôi nhà mà mang tính âm nhạc thưởng thức như là karaoke, vũ trường, chúng ta hạn chế gắn những kiếng. Khi nó đập, nó tác động bờ tường nó rung thì nó sẽ xé cái kiếng ra luôn. Cho nên là phải sử dụng những cái vật dụng nhẹ để thiết kế những cái phòng âm thanh có loại công suất lớn. Thì mình cũng chia sẻ một phần nhỏ bé mỗi khi review một cái công đoạn nào đó để cho các bạn có kinh nghiệm. Không người này thì cũng có người kia để rút ra kinh nghiệm ha, rút ra cái bài học cho riêng mình. Trời đang mưa lớn nha các bạn. Rồi đến đây thì mình cũng xin cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi chia sẻ ngôi nhà 2 lầu 1 trệt, 2 lầu rưỡi 1 trệt ha. 1 trệt 2 lầu đó nha các bạn. Rồi chúc cho tất cả các bác thợ luôn luôn mạnh khỏe. Chúc cho các bác thầu luôn luôn nhận được nhiều công trình, làm ăn tiến tới nha. Rồi xin chân thành cảm ơn. Đấy giống như bước xuống là đất nền ở trên lầu mà bước xuống là hỏng. Nhớ cẩn thận đấy. Ok.